Cô chào các em. Tiết toán hôm nay cô sẽ dạy cho các em bài bảng chia 4. Trước khi vào bài mới, các em hãy nhớ và đọc lại bảng nhân 4 cho người thân nghe nhé. Đây là bảng nhân 4 mà các em đã học. Dựa vào bảng nhân 4, các em hãy lập bảng chia 4. Bây giờ cô làm mẫu, các em sẽ quan sát nhé. Đầu tiên, cô lấy tích chia cho thừa số thứ nhất, ta sẽ được thừa số thứ hai. Tương tự, phép tính thứ hai, cô cũng lấy tích chia cho thừa số thứ nhất, ta sẽ được thừa số thứ hai. Dựa vào mẫu trên, các em sẽ lập được bảng chia 4. Sau đây là bảng chia 4 hoàn chỉnh, các em hãy học thuộc lòng. Để củng cố về bảng chia 4, chúng ta cùng vào bài tập. Bài tập 1 trang 118 tính nhẩm. Bài tập 1, các em làm vào sách giáo khoa bằng bút chì. Chúng ta cùng bước vào bài tập 2. Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? Cô có tóm tắt sau. 4 hàng có 32 học sinh, một hàng có bao nhiêu học sinh? Dựa vào tóm tắt, các em hãy giải bài toán vào vở. Sau khi làm xong, các em nhờ ba hoặc mẹ chụp hình và gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Cô chào các em.